Thần Long Vương Tọa 129. Anh em vừa mới nhớ like đăng ký kênh thật nhiều nhé. Đến lúc rồi. Ngò Bính à, ấp ẩm Long Vương có thần ạ. Ây do mấy ngày không gặp đã khiến cho thái ức kiềm tiền đến phong rượu. Không biết Vương Huynh gọi ta đến là có chuyện gì. Quỳ căng thẳng. Đi trước đó ở Nam Hải bảo vệ Phùng Hoàng, nhất mạch công lao cũng không ít, còn nhiều lần tham gia giới trừ Nam Hải hồi sự. Những chuyện này ta đều rất coi trọng. Trấn Hải đại tướng này đi làm rất là tốt. Ôi Vương Huynh thật là tốt. Ngã Bính về sau nhất định sẽ dốc hết sức cho Long tộc đại nghiệp. Không tồi, tạm thời rút lui đi. À vâng. Thông phòng có bậc thái ớt kim tiền. Thái ớt kim tiền vẫn hơi thấp. Hồi tạm nhắc nhở có tiêu hao điểm thuộc tính để nâng cấp tu vi cảnh giới cho thông phòng ác mà. Xác nhận. Ôi no. Ôi thì nâng cấp thông phong quả từng là hành vi thông hành động thông minh. Nhưng cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng có ngày trở thành thiếu nữ đẹp độc đầu trọc mắt thùi. Nhận được chỉ thị của ghi chủ, điểm thuộc tính trừ 5 bắt đầu nâng cấp. Đây là yêu lực dồi dào quá sức mạnh thật là tuyệt vời. Không hổ là Long Vương, nhìn người quá nhiên phi phạm. Thông phong này bề ngoài thì bình thường, sau khi đột phá cảnh giới thì y phong không ngờ lớn như vậy. Phế vật cũng không thể được Long Vương nhìn trúng đầu. Đây là bản lĩnh của hắn đương nhiên cũng là vì Long Vương biết dùng người. Đa tạ Long Vương đã nâng đỡ. Thông phong nhất định không quên đại ơn của Long Vương. Vật này cầm lấy từ hôm nay là tượng trưng cho thân phận của người. Tạ Long Vương. Long Bài à. Chúc mừng ghi chủ, thông phong thành công tiến cấp đại la kim tiền, Long tộc khí vận 20. Nhân nhận ghi chủ, danh sách cập nhật độ trung thành của thông phong nâng cao lên 100%. Quả nhiên khó làm ta thất vọng, nhưng mà thay đổi thành người khác so với trước đó thì Long công ta thực lực tăng cao. Bốn vương ta hôm nay muốn chọn ra người sắc bén ở bên trong chinh chiến tứ phương cho Trấn Hải Long cung. Bên Thiên Hỗn Thiên có Mạc Tử, hai người tu vi thâm hậu lại có không ít kinh nghiệm. Bốn vương sắp phong hai người làm Trấn Hải Long cung bảy thần tướng chi thủ, thống lĩnh bảy thần tướng. Mạc tướng lĩnh mệnh Phúc Hải Di Sơn Ngạo Bính Khu Tần và Thần Phong. Ở đâu có Mạc tướng, năm người các người nhiều lần tham dự nhiều chiến công lao, thực lực cũng đã vượt quá trội ở trong Long cung. Lần này bốn vương sát phong các người thành Trấn Hải Long cung bảy thần tướng. Đa tạ Long Vương, bọn ta nhất định sẽ dốc hết sức mình cho Long cung. Ở trên Kim Ngao đảo, Long Vương Ngao Phàm này sát phong bảy vị thần tướng dẫn đến động được thiên địa di tượng. Xem ra quan hệ của hắn và thiên đạo không hề yếu kém. Long Vương này có lẽ là nửa chân bước vào thánh nhân cảnh giới rồi. Sư huynh à, bảy vị thần tướng Long Vương sát phòng có lai lịch thế nào mà có thể dẫn ra động thiền di địa tượng? Bọn họ đều là người gánh vác thiên mệnh. Long Vương lấy cả uy thế của mình để sát phòng chiếu cáo thiên hạ nên mới được dẫn động di tượng. Còn nữa, ở trong bảy người này có không biết người quen. Phục Hải Ngạo Bính và cả Cứu Thần đều không phải là nhân vật tầm thường. Huống hồ, Long Cung lại còn có không ít cao thủ cấp bậc đại la kim tiền. Lại vừa có thêm cả mà các tướng thông phòng và các di sơn đại thánh. Tứ hải chi địa này sợ là không còn thỏa mãn được Trấn Hải Long Cung nữa rồi. Tây Kỳ Tây Bá Hậu Phủ, Long Vương Miếu mới ăn bài vài ngày. Mọi thế này thì bảy người Long Vương sát phòng quá thực là quá kinh khủng. Hiện giờ y thế của Long Cung càng ngày càng mạnh, mà lúc đó con là không làm sai, phụ thân lại quá khen, chỉ là thay Tây Kỳ tìm một con đường mà thôi. Đã không đấu lại được Long Cung thì chỉ bằng biến thành chỗ dựa của Tây Kỳ. Dưới Long Uy này, bộ dạng vạn vật thành phục,
đã kiểm chứng cho điều này. Ta lúc nào mới có được uy thế như vậy đây? Tại Trấn Hải Long Cung, thất thần tướng, tiểu nhân sẽ khôn cho ngài. Ồ ồ ồ, chúc mừng ký chủ đã sắc phong thất thần tướng thành công lâm tộc khi vận cộng 50. Hôm nay không chỉ sắc phong thất thần tướng, nhiều hơn là nói cho cách tướng hải chi địa các người không phải là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của hoàng ta. Thượng cổ long tộc trên cổ thiên đều có địa vị, trấn áp vạn tộc, không còn nhà đến nữa. Do đó, bốn vương định cho một mục tiêu nhỏ cho long tộc ta, ví dụ như để cho long tộc giáo hóa tứ châu chi địa trở thành vạn tộc tín ngưỡng. Bọn ta nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của long vương, mở rộng long tộc tộc giáo. Sĩ khí đáng mừng, mong các vị kiên trì bản thân, nỗ lực uy phục tự hải. Thần cản với thật, Phật cản với Phật, có bốn vương ở đây, thiên hạ này không có nơi nào các người không thể đến. Dưới thiên đạo chỉ có một tộc có thể gánh vác thiên mệnh, một mình long tộc ta. Tại Tây Kỳ Kỳ Sơn Long Vương Miếu, thần tượng của Long Vương này thật là không tầm thường. Tiên thần nhà khác đều ý nghiệm về mặt cảm quan, nhưng Long Vương thần tượng lại rất là chân thực, giống như luôn nhắc nhở tính chúng ta. Chúng của mình, sự bảo vệ của Long Vương luôn ở bên cạnh, phụ thần chậm thôi. Chà, bình thường cha một tháng mới đến hai lần, bây giờ ngày nào cũng đến tế bái vậy. Long Cung để cho Tây Kỳ thần buồm xuôi gió, hơn nữa nhân gian cũng nói Long Vương ban phúc nó là như vậy, có oán cũng có ơn. Long Vương nó không phải nói lời giữ lời với thì Long tộc giáo nghĩa này, cũng không thể đại thành thiên hạ, không ống ruồi đại nhân. Hoảng hoảng loạn cái gì? Thành cái thể tống gì đây? Lòng kính đẫm đến lòng thần tượng thì làm thế nào? À, đại nhân ta mạc, nhưng tiểu nhân vô ý xông vào có chuyện gấp. Chuyện gì? Khởi bẩm hầu gia, người có Trấn Hải Long Cung đã đến rồi, chính là ở Tây Bá Hầu Phủ. Người có Trấn Hải Long Cung 130. Trấn Hải Long Cung đột nhiên có người đến, lẽ nào là để hỏi tội ư? Nhưng bản thân gần đây rất ngon mà, lẽ nào có chuyện tốt gì đó? Dạ, chúng ta nhanh chóng quay về. Ừ, mau quay về. Dạ, cha. Tây Bá Hầu Phủ, không hổ là vườn huynh, chỉ là danh hiệu thôi đã dọa cái người hầu không hề nhẹ rồi. À ha, ha, ha. Mà này Thông Phong mà, ngươi đã là đại la kim tiền rồi, hóa hình cũng không khó đúng không? Sao vẫn để cái bộ dạng như vậy thế? Vườn huynh là báo người đến thu đồ, bộ dạng này của người sẽ dọa chết người ta, thay đổi đi. À biết rồi, biến hình. Đây là ngươi ư? Thiệt hả trời? Ta còn nghĩ ngươi là một lão đầu tóc bạc trắng phờ phờ cơ. À ha, ha, ha. Không sai, nói theo cách của vườn huynh thì có mùi vị dày hư con cháu rồi. À ha, ha. Không nói cái này nữa, người đã đến rồi. Ta có chút mong ngóng gặp người đặc biệt mà Long Vương nói đến. Bái kiến tiên sư. Đứng dậy đi, không còn phải thực hiện đại lễ đó. Tiên sư mời ngồi. À, tiên sư đến thăm là vinh hạnh của Tây Bá Hầu Phủ ta. À, tiểu nhân thất lễ, còn hoàng người đón từ xa, xin lượng thứ, lượng thứ. À, không sao cả, chứ các người bái xong thì ta mới đến thăm. Ừ. Dung mạo long phụng của người này mệnh cách trắc trở, nhưng vì Long Vương pháp bảo bảo vệ, may mắn thoát khỏi nghi nan. Long Vương mắt nhìn cực tốt, viên ngọc như vậy cũng phát hiện ra. À, xin hỏi tiền sự hôm nay đến đây Bá Hầu Phủ là có chuyện gì? Chỉ còn Tây Bá Hầu Phủ có thể làm được thì tuyệt đối không chối từ. À, là như vậy. Ta là Thông Phong tướng đại, một trong Trấn Hải Long Cung thất thần. Nghe nói bái Bá Ức Khảo cầu phúc cho thường sinh ở Long Vương Miếu, Long Vương cảm nhận được liền phái bổn tướng đến xem. Ta thấy tư chất của Bá Ức Khảo không tồi, có tư chất bái nhập Trấn Hải Long Cung ta, không biết ngươi nghĩ thế nào? Bá Ức Khảo nguyện bái nhập Trấn Hải Long Cung. Ta có tiền tướng chi nhân thuật, thông thiên toán sự, hợp thành thì có thể nắm bắt thiên hạ giang sơn,
Ngươi có nguyện ý học không? Á đỡ tự nguyện ý. Hồi Long Vương hiện thánh chém đứt tiền kiếp, có phái bái nhập xuyên giáo ngục điển Trần Nhân môn hạ. Bá ấp khẩu bái nhập của Trấn Hải Lồng Cùng thông phong môn hạ. Thử hỏi thiên hạ ai có thể so sánh với Tây Hầu Bá Phủ chứ? À, tiên sư đợi một lát, ta chuẩn bị tà sư lễ. Ấy ấy, người nghe nói chưa? Trấn Hải Lồng Cung muốn thù tế tử Bá Áp Khảo làm đồ đệ. Ôi, chuyện tốt như vậy, đi đi đi, mau đi xem thần tiên. Sư phụ trên cao, xin hãy nhận đệ tử một bái. Đứng dậy đi, ngươi là người đồ đệ thứ hai của Trấn Hải Lồng Cung. Đại sư huynh Dương Tiễn là ái đồ của Phục Hải đại tướng. Vào Trấn Hải Lồng Cung, ta phải hành sự theo quy tắc của Trấn Hải Lồng Cung dưới thiên đạo, mặc người bay nhảy. Nếu vi phạm quy tắc, chính là thiên địa bất dung. Đến lúc đó, vi sư đích thân sẽ giết người, ngươi có hiểu chưa? Đệ tử xin nhớ. Con trai của Tây Bá Hầu Phủ áp khảo ngày đêm tham biệt bái Long Vương Miếu. Cầu phúc thầy trò Tây Kỳ Bạch Tĩnh. Long Vương cảm nhận được Long Thành phá luật thu nhận vào Trấn Hải Lồng Cung học nghề. Long Vương hiến linh rồi cám tạ Long Vương bảo vệ Tây Kỳ. Ôi, Long Vương bảo vệ mưa thuận gió hòa. Đến lúc khởi hành rồi, phụ thần xin hãy báo trọng. Chúc mừng ký chủ đã thành công thu nhận được Bá Ấp Khảo Long tộc vận khí cộng 10. Thông phong làm không tội, nhưng mà mong Bá Ấp Khảo đưa cái phụ ta đã tiên cho hắn một sư phụ tổ. Lại đến à? Thông phong tướng quân phủ. Bá Ấp Khảo vẫn chưa đến Đồng Hải, thiên đạo đã chuẩn bị giết hắn rồi. Muốn động vào người của Trấn Hải Lồng Cung ta, muốn chết Thái Ấm Lồng Tướng. Thú gì? Có điều cuối cùng vẫn chỉ là giả thôi. 131 mới nhất.